Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây là bản tin buổi trưa ngày thứ sáu của chúng ta. Nó thứ sáu thì có thể là ngày mai, thứ bảy chúng ta nghỉ cuối tuần và chủ nhật chúng ta nghỉ cuối tuần. Chúng tôi xin kính chúc quý vị cuối tuần bình an và hạnh phúc trước khi trở lại đi làm vào ngày chủ nhật tuần tới. Và ngày hôm nay chúng ta có một tin Việt Nam và ba bốn tin Hoa Kỳ để gửi đến cho quý vị. Bản tin Việt Nam chúng ta tiếp tục theo dõi cái vụ Phương Hằng với ông thầy Thích Minh Tuệ. Ngày hôm qua thì đáp ứng cái lời mà đề nghị chúng tôi, học giả Đỗ Thông Minh cùng tôi xuất hiện trong chương trình truyền hình về bà Nguyễn Phương Hằng cũng gây nhiều cái sự quan tâm tất cả quý vị. Thay mặt anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi kính gửi lời cảm ơn đối với sự quan tâm tất cả quý vị. Và sau khi bản tin được ra khoảng 5-6 tiếng hồ thôi, thì tối qua chúng tôi đi ngủ. Thì trong lúc mình chưa kịp chợp mắt, mở mắt ra nghe thêm vài YouTube thì thấy là gì, bà Nguyễn Phương Hằng lại chống đối ông Thích Minh Tánh ở Nam California. Ông Thích Minh Tánh được xem là một huynh đệ của ông Thích Minh Tuệ, hai người cùng một giáo hội và hai người cùng một niềm tin của hai người cùng tôn giáo. Tuy ông Minh Tuệ ở trong nước, ông Minh Tánh ở hải ngoại và hai người có lẽ chưa bao giờ nói chuyện với nhau và chưa bao giờ biết nhau. Tuy nhiên cái ân tình huynh đệ trong giáo hội rất là lớn. Thì ông Minh Tánh là người bảo vệ ông Minh Tuệ rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Và như vậy bà Nguyễn Phương Hằng đã dành một cái clip để xỏ lá ông Tiến Minh Tánh rất là nhiều. Xỏ lá rất nhiều, nói rất là mỉa mai, trêu chọc. Rồi gửi mấy cái tả lót cho ông Thích Minh Tánh, mình nói chạy nước miếng nước mồm ra tùm tùm đó. Nói chung rất là coi thường Thích Minh Tánh. Sau đó chúng tôi có nói chuyện với Thích Minh Tánh, ông nói rằng tôi không quan tâm những điều đó anh Nam. Tôi đã nói gì tôi không quan tâm những điều đó. Những điều lớn là điều của giáo hội, điều lớn là liên quan đến cái an nguy của thầy Thích Minh Tuệ. Chứ ông nó bà có nói tôi ăn mặc kiểu gì, dơ giấy kiểu gì, mướt miếng nước mồm chảy ra, tôi không quan tâm lắm. Và tôi vẫn tiếp tục đi nói chuyện một số đài truyền hình. Tối hôm qua ông đã lên trên một đài YouTube của bạn tôi, người ta nói chuyện lên đó. Và sau đó ông ta muốn nói chuyện với tôi nhưng ông ta nói, xin lỗi Nam bởi đang bận cho một cái đài truyền hình khác, cho nên chúng ta sẽ trở lại trong dịp khác. Thì như vậy á, là câu chuyện rất là căng từ trong nước lẫn hải ngoại khiến tôi mất ngủ tối qua. Và trong câu chuyện bà Phương Hằng nói một chuyện ngắn ngày hôm qua đó, thì bà nói cái gì? Bà tuyên bố là bà không có đụng ông Thích Minh Tuệ. Ông nói người ta mấy người đón nó hưu đón vượng, chứ bà không nói bà đụng Thích Minh Tuệ đâu. Thì ngay lập tức trong tất cả các phương tiện mạng xã hội, họ cho là bà Phương Hằng nói láo, điều ngoa, là miệng họ trích dẫn những câu bà nói là bà đụng Thích Minh Tuệ. Bây giờ khi mà YouTube mạng xã hội tấn công bà mãnh liệt thì bà quay xe rồi bà đổ thừa bà không có nói về chuyện đó, cho nên người ta khinh bỉ bà rất là dữ dằn. Thì trong lúc tôi nói, sáng nay như thường lệ uống cà phê sáng trước khi vào sở làm, thì một người bạn nói rất hay, nhưng giống bạn uống cà phê tôi nói rất hay, câu chuyện của Thích Minh Tuệ nó giống như câu chuyện khúc gân cái khúc xương gà trong Tam Quốc Chí. Xương gà nó mắc cái chỗ cổ này, nhả không ra và nuốt không vô. Khi mà người đã bị mắc khúc xương gà thì nhả không ra và nuốt không vào, thì cái ông Minh Tuệ là khúc xương gà bàn, muốn muốn chửi ông Minh Tuệ chửi không được, muốn buông Minh Tuệ cũng buông không xong, thì tới cũng chết và lui cũng chết, bao đi vào cái thế mà tấn thoái lưỡng nam, đi về lần đận. Trong đó tựa đề ca khúc của nhạc Trịnh Sơn tấn thoái lưỡng nam, thì bà Hằng rơi vào như vậy. Đó là một chuyện ta bàn đến nhiều, khúc gân gà của bà Nguyễn Phương Hằng. Tới cũng chết và lui cũng chết, tới thì cả nước vây đánh bà, lui thì bà lấy cớ khác để lui. Thì cho dân cả nước cho nói láo,
lường gạt, là lưu manh, không đáng tin, đủ thứ. Tôi có thể nói bà hàng trong ngày vừa qua là cái đó, cái vạ miệng nó kinh hồn quá. Và chúng ta biết người ta cho một số người bạn tôi uống cà phê nói là ông Thích Minh Tuệ là một biểu hiện của đường tăng tam tạng. Chúng ta nhớ chuyện mà đường tăng tam tạng đi thỉnh kinh không, dọc đường ma quái yêu quái đủ thứ, ma nữ ma đủ thứ, ma ma tham ma quái ma nữ, thì ông tam tạng đi còn gặp ba vị chư bát giới ngộ không và tôn ngộ không, chư bát giới và ngộ tịnh. Chúng ta thấy ông còn đi ba đệ tử đi theo hộ giá. Còn Thích Minh Tuệ thì có ai? Một thân, một mình. Thích Minh Tuệ là một thân và một mình, không có một người hộ giá. Và bà Hằng đánh vào chỗ ông Thích Minh Tuệ là đánh một cái lực lượng không cân sức. Ông ta không dùng mạng xã hội, ông ta không dùng điện thoại, ông ta không tranh luận, ông ta không tranh chấp, ông ta không gây sự. Thì làm sao đánh ông? Tuy ông không đánh nhưng mà cái lực lượng đánh bàn khắp nước, cả triệu người trong nước, cả triệu người hải ngoại, và đối đầu với một cái lực lượng vô cùng vô biên vô giới, và bàn đã đầu hàng sớm. Tôi nghĩ ít ra cũng còn khôn, ít ra cũng còn khôn. Và cái người bị thiệt lây ấy, là ông Huỳnh Uy Dũng. Trong các mạng xã hội họ chê ông Dũng ấy, là có tiền mà ngu, lấy con vợ không ra gì cả, lăng loàn nào, lăng loàn hết đời chồng này sang đời chồng nọ, lăng loàn với ông Võ Hoàng Yên, lăng loàn đủ thứ người. Thì có cái dễ trách đó, có gì mà ông Dũng đã mê mê tôi? Thì dư luận xã hội ngồi trên quán cà phê họ nói lung tung cả. Chúng tôi chỉ tường thuật lại một số ý kiến tôi nghe được thôi. Thì nói chung đã cái trận này bà Hằng, tôi nghĩ nên đóng cửa Đại Nam, ngồi lại trong góc tối nào đó, Nam Mô A Di Đà Phật tụng kinh sám hối, và không nên lên mạng, lên mạng nữa. Nói ta có ngày xưa đó uống lượt muốn trong gia huấn ca đó, trong gia huấn ca thì ông bà mày dạy là gì? Học ăn, học nói, học gói, học mở. Trong bài dạy trong gia huấn ca là cuốn sách mà ông Nguyễn Trãi dạy cho con cháu về thuật xử thế, đối nhân xử thế trong đời. Ông dùng chữ bốn chữ thôi, đó là kim vàng, đó là bốn chữ bằng vàng bằng ngọc để lại cho thế hệ hậu sinh. Bốn chữ là bốn chữ gì? Đa ngôn, đa quá, nói nhiều thì sai nhiều, ít nói thì tốt hơn, ít nói tốt hơn. Trong tất cả những kinh kệ đạo đức kinh, những cách học làm người, quý vị có ai nói là người đàn bà mà cái miệng tắc loét ra như vậy, trọt 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 đi ra dâm loạn lan nhà lan dâm loạn và lan chạ hết người đàn này thì tới người kia, rồi miệng mày chót 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 suốt ngày, dù có mang hột xoàn từ đầu đến đến ngón chân nữa, con người cũng không có giá trị. Dù có ở nhà cao cửa rộng đi xe gì chăng nữa cũng có giá trị. Ông Thích Minh Tuệ ông có cái giá trị gì? Ông không có một chỉ vàng, ông có một chiếc áo lành để mặc, và cả thế giới cúi đầu đảnh lễ kêu bằng thầy. Bà Phương Hằng ta gọi bằng gì? Con điếm. Vậy chúng ta thấy rằng vậy hột xoàn đứng ở đâu trong cuộc so gắng giữa ông Thích Minh Tuệ và bà Nguyễn Phương Hằng? Đó là một bài học sống, một gia huấn ca sống, một gia huấn ca sống. Đó là bài sách dạy lòng người sống động, đó là một bài học đạo đức sống động, đó là chuyện của Tam Tạng nổi dậy sống sống động. Đâu cần phải xem chuyện Tàu ngày xưa, đó là câu chuyện sống động giữa xã hội Việt Nam ngày nay và cả thế giới người Việt trong nước và ngoài, là câu chuyện đối đầu giữa Nguyễn Phương Hằng với Thích Minh Tuệ. Ông không quan tâm tất cả những điều bà Hằng nói, chửi bới mặc kệ bà. Tôi vẫn đi khất thực nghệ sĩ năng.
Tối ra nghĩa địa ngủ, dưới gốc cây ngủ, vô rừng ngủ, không quan tâm. Đố người như vậy làm sao đố? Bà Hằng đã ngu xuẩn để chọn lộn đối tượng để mình thách đấu rồi. Ừ. Bà đấu vợ trong đáp bạn thua đó, bà cứ bách phán bách trúng, bà tôi thấy bách phán bách trật. Bà đấu Hoàng Yên là gì, bà chửi Hoàng Yên tan nát. Bà Hoàng Yên mở băng ghi âm á, lồ lộ cái cuồn cuộn người em cuồn cuộn lên á, cái chồng mà cuồn cuộn cái đàn ông khác đang sáo, và ai cũng biết ngoại trường Quỳnh Duy Dũng giả vờ không biết, và cả thế giới này coi bà ra cái giống gì, một đứa con gái dâm loạn. Thúy Kiều rồi còn tốt hơn. Thúy Kiều mà khi mà sau khi mà trở về sau bao nhiêu năm làm điếm đó, để mà bị bán từ đạo động này sang động nọ trở về, còn đêm ngủ với Kim Trọng lần đầu tiên, chữ trinh còn có chút này, còn ít nhất là cái tấm lòng chung thủy với Kim Trọng, ít nhất còn có tình yêu với Kim Trọng, ít nhất còn có một cái thân xác nó hoen úa đi, nó dơ giấy đi, nhưng mà cái tâm lòng trinh xí triết của Thúy Kiều con. Còn bà Hằng thì có cái gì còn? Bà Hằng có gì còn? Cả thân xác và tâm lòng. Trên Huỳnh Đi Dũng ôm cái giải trách đó làm gì vậy? Không biết nhục. Bà lấy một người đàn bà về thể xác như vậy, về tâm lý như vậy, rồi lật lọng, thì xảo ngôn, thì xảo quyệt. Tới sáng nay cả nước chửi bà ta. Bà ta không chửi ông Tuệ thì cũng bị chửi, mà chửi ông Tuệ cũng bị chửi. Tại sao bà đặt vào trong hoàn cảnh này? Cô có người như vậy có trí khôn không? Thì chúng ta cầu mong câu chuyện kết thúc nơi đây là vừa. Chúng tôi cũng sẽ có thể không trở lại đề tài nữa khi có chuyện mới. Tuy nhiên chúng ta muốn đưa một cái vấn đề cho một số người có ý nghĩ rằng mình có một chút quyền lực về truyền thông, mình có một chút quyền lực về mạng xã hội, mình có một chút quyền lực về tài ăn nói, để mình coi mọi người trên thế gian này không ra gì cả. Quả quýt dày có móng tay nhọn, và cái nhọn của Thích Minh Tuệ là cái nhọn trong im lặng. Có một câu ngày xưa mà tôi đọc rất thích trước 1975, có chữ mà trong thiền học đó, im lặng sấm sét. Im lặng của Thích Minh Tuệ là im lặng sấm sét của giông bão, của sấm và của sét, kinh khủng lắm. Bà ông có nói gì đâu bà Hằng thua, ông có nói gì đâu bà Hằng đầu hàng, ông có đánh lộn bà Hằng đấu, ông có cãi lộn bà Hằng đấu, ông chỉ đấu với bà Hằng bằng sự im lặng, bằng sự vô ngôn, bằng sự tĩnh mịch, bằng sự nhập định, bằng sự calm down, không không gì cả. Đó là một cái võ công cực kỳ kinh khủng của nhà nhà Phật. Rồi, bây giờ ta bước sang chuyện của nước Mỹ. Và ngày hôm nay ta nói cái chuyện của bà Kamala Harris và cuộc chạy đua với ông Donald Trump trong chức tổng thống. Ngày hôm qua thì bạn bè chúng tôi, một số người ủng hộ ông Trump thì rất là mừng. Vì ông Trump có dấu hiệu báo chí Mỹ cho là ông đang tiến lên ngang bằng hoặc có chút vượt qua bà Kamala Harris. Thì những nhân vật ủng hộ ông Donald Trump rất là mừng. Thì ngày hôm nay những nhân vật đó sẽ buồn thiêu. Và ngày hôm qua những nhân vật ủng hộ bà Kamala Harris có chút buồn thiêu. Thì ngày nay những nhân vật ủng hộ bà Kamala Harris sẽ nở nụ cười tươi hơn. Tin tức ngày hôm nay về bà Kamala Harris sau những đợt bầu cử đầu tiên của các tiểu bang vùng chiến địa thì cái số tình hình tương đối khá lạc quan. Chúng tôi muốn chuyển cái tình hình lạc quan này cho quý vị. Và có điều nói thí quý vị nè. Mỗi ngày thăm dò dư luận nó thay đổi từng ngày một. Từng ngày một. Chúng tôi sẽ bắt kịp tất cả những thăm dò dư luận đó để gửi cho quý vị từng ngày. Và sự thay đổi từng ngày đó nó rất là kinh hoàng. Ví dụ trường hợp của Kamala Harris ngày hôm qua thì rất là tương đối khá ảm đạm, khá bi quan, nhưng ngày hôm nay được khá lạc quan. Và như vậy chúng ta sẽ nói cho quý vị hãy theo dõi tin tức từng ngày, có khi chỉ một vài ngày là quá trễ rồi. Bây giờ chúng ta bước vào cái cuộc chạy đua của bà Kamala Harris với ông Trump trong cái cuộc chạy đua chức tổng thống, khi mà chúng ta bước vào gần tới ngày 5 tháng 11. Bà Kamala Harris sẽ trực diện đối đầu với ông Trump chỉ trong vòng 3 tuần lễ nữa thôi.
3 tuần lễ nữa thôi thưa quý vị, rất là nhanh, 3 tuần lễ nữa, và có nghĩa là hôm tối thứ hai, tối thứ hai là 41 phút. Chúng ta hồi hộp vì ngày hôm sau chúng ta đi bầu, thưa quý vị. Tuy nhiên trong bài này chúng ta thấy rằng số người đi bầu sớm rất là đông, nếu quý vị có thể được sẽ đi bầu sớm tốt hơn. Và cái cuộc chạy đua theo đánh giá hiện nay là vô cùng sát sao, và sát sao hơn bao giờ hết. Hai bên hơn nhau và Kamala hơn Trump chỉ còn bao nhiêu, đến giờ thì chỉ có 1% thôi, theo các cuộc thăm dò mới vào ngày hôm nay, hơn chỉ 1% thôi. Mà người ta biết rằng cái thăm dò dư luận, cái chỉ số sai biệt nó có khi là 2 chấm mấy phần trăm, có khi là 3%, có khi 3 chấm mấy phần trăm, mà hơn 1% là hơn trong phạm vi chỉ số sai biệt, hay nói cách khác hơn về mặt kỹ thuật đó, thì về mặt kỹ thuật hai bên đang gần như, chúng nó dùng chữ gần như hòa nhau, đang gần như hòa nhau, bên nào cũng có thể thắng được trong cuộc bầu cử tới. Và tờ báo này đi đến kết luận này, the outcome, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ rơi vào bất cứ bên nào, bà Kamala Harris cũng có thể tăng cử và ông Trump cũng có thể tăng cử. Đó là lời kết luận của một số các cơ quan thăm dò và một số cơ quan ngôn luận của Hoa Kỳ. Ông Trump dường như đó có vẻ san bằng khoảng cách trong một số tiểu bang chiến địa, nhưng trên toàn quốc thì khoảng cách vẫn còn đó, dù rất nhỏ, 1%. Cuộc đua Hạ viện cũng có những sự thay đổi đáng chú ý. Chúng ta trước khi nói tiếp về trường hợp tổng thống thì đã nói về cái chạy đua tại thượng viện. Một vài tuần lễ trước chúng tôi có điểm qua tình chạy đua tại thượng viện, thì tôi có đọc thời báo Mỹ cho biết rằng 57% là xác suất là Cộng hòa sẽ lấy thượng viện. 57% trừ một khi xảy ra một số kỳ tích nào đó trong các đua đua còn lại của các ứng cử viên thượng viện của Cộng hòa Dân chủ, thì trừ một số kỳ tích thì Dân chủ mới thắng được mong manh ở thượng viện, không thì Cộng hòa sẽ lật đổ vai trò của Dân chủ tại thượng viện để giành lấy cái đa số. Nhưng mà sáng nay hơi giật mình, chúng ta phải nói tin này trong bản tin ngày hôm nay, là bản tin viết là cuộc đua tại thượng viện bây giờ ở một cái điểm rất căng thẳng cho người Cộng hòa, cho đảng Cộng hòa. Những cái ứng cử viên chủ chốt đó, của đảng Cộng hòa đang đi sâu, đuổi sâu các ứng cử viên Dân chủ, và rất có thể Dân chủ sẽ chiến thắng ở tỷ lệ 51-49 tại thượng viện. Tỷ lệ rất mong manh, 51 và 49. Dân chủ sẽ hơn một ghế, hơn hai ghế. Nếu 50 là hòa, 50-50, 51 thì bên kia 49 thì hơn một, tức là hơn hai vị trí. Một khoảng cách rất mong manh. Tuy nhiên, chưa tới ngày 11, 5 tháng 11, chúng ta chưa thể khẳng định được. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nói nhận định của báo chí Hoa Kỳ thôi, là có thể Dân chủ sẽ giữ được cái khối đa số tại Thượng Thượng viện. Và câu hỏi đặt ra cho đến giờ phút này ở tại chức tổng thống đó, là ai, bà Kamala Harris hay Donald Trump sẽ chiến thắng chức tổng thống vào năm nay? Thì trước khi chúng ta đi đến kết luận như vậy thì ta đi qua một số cuộc thăm dò thử xem sao nha thưa quý vị, coi thử ai đang đang thắng ai. Cái website 538 á, website nổi tiếng nhất nhì của nước Mỹ về tiên đoán bầu cử, thì cho rằng bà Kamala hiện đang dẫn 2.1% so với ông Trump. Đó là website 538. Và cái cơ quan thăm dò bỏ phiếu bầu cử
Emerson College thì tiên đoán là bà Kamala chiến thắng 1%. Như vậy hai băng tin, hai cơ quan thăm dò chúng ta trích ra ngày hôm nay là 538 và Emerging College thì đều cho thấy rằng bà Kamala chiến thắng từ 1 đến 2.1%. Và thăm dò nhìn chung trên toàn quốc thì như thế nào? Là bà Kamala được 49% và ông Trump được 48%. Gần 1.5% cử tri, một 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 trên 5% cử tri, có nghĩa là 17%. Cứ 5 người công người trong tháng vừa qua chưa quyết định bầu cho ai. Và họ chỉ quyết định trong 30 ngày cuối cùng. Và bây giờ một số người đã quyết định rồi. Con số 17% chưa quyết định, bây giờ họ bắt đầu một số rất đông quyết định rồi. Và họ sẽ cho bỏ phiếu trong tháng cuối cùng này. Và theo thăm dò trên toàn quốc á, thì bà Kamala, bà ủng hộ bà Kamala, số người 17% chưa bỏ phiếu cho ai này, chưa quyết định chọn ai, thì bây giờ họ quyết định trong 30 ngày cuối cùng. Và trong số quyết định 30 ngày cuối cùng này thì 60% ủng hộ bà Kamala và 36% ủng hộ Trump. Như vậy nói cách khác hơn qua số liệu vừa trên đó, thì gần như trước ngày bầu cử không có gì thay đổi lớn, thì coi như bà Kamala rất có khả năng sẽ thắng cái cuộc bầu cử khiếm nhiệm, cuộc bầu cử khiếm nhiệm trước ngày bỏ phiếu. Tuy vậy, trên toàn quốc thì thăm dò của điểm bà Kamala đã đi xuống trong thời gian vừa qua. Tại Georgia, tình hình cũng rất là thú vị. Thường thường á, Georgia là số người đi bầu sớm khoảng 130.000 người, 136.000 người. Năm 2020 á, thì Georgia có số phiếu đi bầu sớm là 136.000 người cho ngày đầu tiên á. Ngày đầu tiên đi bầu, mở thùng phiếu ra, ngày đầu tiên được bỏ phiếu khiếm diện đó, thì tiểu bang Georgia năm 2020 có 136.000 người. Năm nay quý vị biết bao nhiêu? 328.000 người. Gấp gấp gì? Gấp hơn 200%. Gấp hơn 200% số người đi bỏ phiếu khiếm diện. Và đi bầu bỏ phiếu khiếm diện có lợi cho đảng Dân Chủ. Và cái số này rất có lợi đảng Dân Chủ. Và tiểu bang Georgia là biểu bang tranh chấp. Thì rất có thể bà Kamala sẽ thắng ở tiểu bang này. Chúng ta chờ xem. Tại tiểu bang Pennsylvania, một tiểu bang tranh chấp khác, thì ông Adam Mosse, ông biết rằng cái tiểu bang này có 19 phiếu cử tri đoàn. Tiểu bang trong 7 tiểu bang chiến địa, tiểu bang Pennsylvania là tiểu bang có đông cái phiếu cử tri nhất. Và ông Adam Mosse đã tự nguyện đại diện cho ông Trump về vận động tranh cử tại nơi đây. Ông Adam Mosse là một trong mấy người hàng đầu của Đảng Hòa mà đi cày bừa tranh cử. Ông ta đi về tiểu bang mà Pennsylvania để mà vận động tại đây. Ông kêu gọi ký những đạo luật của tự do ngôn luận, và ông kêu gọi ký cái quyền mà mang vũ khí vân 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 vân. Thì ông ta dùng những cái tiền bạc từ 75.000 Mỹ kim donate cho phong trào của ông Trump để đi bộ gõ cửa và gửi mail, gửi gửi thư tới nhà để vận động đi bầu cử cho ông Trump. Ông Edimos làm rất là dữ dằn. Mặc dù trước đây khi mà ông mua cái mạng xã hội Twitter trước đây, bây giờ đổi sang tên là X đó, thì ông ta tuyên bố là mạng xã hội này không đứng bên tả, không đứng bên hữu, không nghiêng về phía thiên tả, không nghiêng về phía thiên hữu, vì mà ông muốn đứng trung gian để phục vụ tất cả mọi người. Nhưng mà trong 2 năm sau thì ông đã nuốt lời đó và ông ta quay về phía ủng hộ cho ông Trump một cách điên cuồng. Wow, đó là chuyện bầu cử. Bây sang một chuyện bầu cử khác. Và cái chuyện mà bầu cử sớm như vậy đó, theo bình luận của các nhà bình luận lớn của Hoa Kỳ, thì cái đi bầu cử sớm của nước Mỹ hiện nay rất là đông như vậy đó, rất có lợi, được xem là một hành động có lợi, lợi thế cho bà Kamala Harris. Và chuyện nó như thế nào thưa quý vị? Bà phong trào tranh cử, vận động tranh cử, bà Kamala Harris và các tổ chức của Đảng Dân Chủ đang làm việc suốt ngày đêm để thúc đẩy những ủng hộ viên, những đảng viên của Đảng Dân Chủ nên xuống đường đi bầu cử sớm, không để quá trễ. Và
cử và cái nhóm vận động tranh cử và Kamala muốn tối đa hóa, tăng cường tối đa. Cái việc mà lợi thế của đảng Dân Chủ nếu mà cử tri đi bầu bỏ phiếu sớm, một số các tổ chức nghiêng về đảng Dân Chủ như là các tổ chức giới trẻ cũng được khuyến khích đi bầu sớm. Giới trẻ là một nhóm được xem là unreliable voters, những nhóm mà đi bầu cử tri mà không được mà tin tưởng lắm, họ dễ bị ham chơi, dễ bị học hành, dễ bị bồ bịch, dễ bị đi chơi và họ quên đi bầu cử của mình. Khi có cái niềm vui khác họ bỏ đi và họ đi chơi mất tiêu, họ quên bầu cử. Cho nên phong trào và Cambridge khuyến khích giới trẻ băn khoăn bận nước, quan tâm bận nước nên đi bầu cử sớm. Nhưng mà cái nhóm đó được xem là phải vận động tối đa vì nó không có reliable, không đáng tin. Niềm hy vọng của dân chủ là đi bỏ phiếu sớm, lợi thế đi bỏ phiếu sớm và có thể thúc đẩy cái đó, thúc đẩy bà Cambridge sẽ tuyên bố chiến thắng cuối cùng trong Trump. Chúng ta chờ xem. Sau đây là một số các dấu hiệu đầy triển vọng cho cái nhóm tranh cử, ban vận động tranh cử và Cambridge cho đến giờ phút này. Có một ít nhất đó, là có một giả dụ như này, một cái giả sử như này, một cái assumption, làm dự đoán như thế này, là những cái số cái phiếu cử tri mà đi bầu sớm đó, được xem là tín hiệu, là indicator, là tín hiệu để cho thấy cái lòng nhiệt tình của cử tri dân chủ đối với chức tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay, và bầu đi bỏ phiếu sớm chừng nào thì cơ may bà Kamala chiến thắng nhiều chuyện đó. Tại tiểu bang Georgia, bây giờ mình đi qua một số tiểu bang thử xem sao nha. Thông thường vào ngày thứ ba vừa qua, thông thường tiểu bang Georgia đã có khoảng 130.000 người đi bỏ phiếu ngày đầu tiên. Và ngày hôm qua, quý vị, ngày thứ ba vừa qua, quý vị biết bao nhiêu người đi bỏ phiếu không? 310.000 người đi bỏ phiếu. Quý vị thấy 130 nhân 2 cái 260 cũng chưa tới hơn 200 mấy mươi phần trăm số người cử tri đi bỏ phiếu trong ngày đầu tiên. Một con số mà long trời lỡ đất, không ai tự tưởng tượng được tại sao số người ta đi đông như vậy. Và cái đó hoàn toàn bất lợi cho ông Donald Trump. Nó kêu là người Mỹ gọi đó là a massive increase, một sự gia tăng cực kỳ kinh hoàng, gia tăng đến mức hơn gia tăng đến mức là hơn gấp đôi. Thì thưa quý vị như vậy. Thông thường nó có 135.000 người bỏ phiếu tại Georgia thôi, bây giờ tới ba trăm mấy chục ngàn người đi bỏ phiếu, kinh hoàng quá. Ông mà chiến lược gia của đảng chủ, chiến lược gia của đảng chủ là ông Bezos Smigel, ông nói gì? Early voting help Democrats, là đi bầu bỏ phiếu sớm á, thì giúp rất nhiều cho đảng chủ để chiến thắng. Và cái không khí lạc quan đảng chủ rất là cao. Và con số đó, vì họ dựa vào early voting càng rất cao, có nơi như Georgia tăng hơn gấp đôi đó, thì cái cơ hội bà Cambridge chiến thắng rất là lớn. Và chúng ta chờ xem chuyện gì xảy ra. Để thúc đẩy chiến thắng trong ba tuần lễ cuối, ban vận động tranh cử và Kamala Harris giống như là gì? Giống như một cái con nghiện thuốc phiện vậy đó. Chích thuốc vô rất là nhiều. Và khi mà chích thuốc vô rất là nhiều là gì? Chích thuốc rất nhiều và họ săn máu,
hăng máu họ đi đồng biệt rất dữ dằn, và họ quay sang các tiểu bang chiến địa để mà vận động tranh cử. Họ khuyến khích đi bầu cử sớm và họ đến những tiểu bang mà chuẩn bị mà mở màn ra đi bầu cử là vận động, cho nên cái không khí và cảm thấy rất là kinh hoàng. Ông Tim Walz là thống đốc tiểu bang Minnesota, là ứng cử viên phó tổng thống, và Kamala Harris đang vội vã bay sang North Carolina trong ngày đầu tiên cho việc bầu phiếu đầu tiên, đó là ngày thứ năm ngày hôm qua, để vận động cử tri tại tại North Carolina bầu phiếu cho bà Kamala Harris và Tim Walz. Ông đề nghị phu quân là ông Doug Emhoff, là chồng bà Kamala Harris, để bay sang bang Georgia để vận động vào hôm thứ ba vừa qua. Ở cây bừa các tiểu bang chiến địa một cách rất là kinh hoàng, và tại quận hạt tại thành phố Erie County, quý vị cũng có thể đi bầu sớm. Bà Cambridge nói như vậy vào trong cuộc tập họp tại Erie County, tiểu bang Pennsylvania vào ngày thứ hai vừa qua, kêu gọi mọi người nên đi bầu sớm. Bà nói một câu nguyên văn: bây giờ là cái lúc và chúng ta phải quyết định có kế hoạch đi bầu, đừng chậm trễ. Nếu quý vị đã nhận cái lá phiếu đi bầu trong thùng thư, lập tức đi bầu ngay lập tức. Cái không khí rất là tưng bừng, rất là bùng nổ. Và cái nhờ như vậy, những lời kêu gọi của ông Trump cho Đảng Cộng Hòa, ông Vance cho Đảng Cộng Hòa, bà Harris, chồng bà Harris, và ông Walz, là không khí đi bầu toàn nước Mỹ rất là cao và có thể là cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và người ta tìm những lý do để thúc đẩy người đi bầu cử. Đừng có chờ đợi quý vị bị ra thùng phiếu đi bầu, tới thùng phiếu gặp người ngộm đông có thể bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm virus, nhiễm bệnh. Cho nên xin vui lòng đừng để những trường hợp như vậy xảy ra, những trường hợp sức khỏe công cộng xảy ra. Quý vị nên sử dụng cái quyền quý vị được bỏ phiếu sớm, gửi thư bằng mail và đến cái chỗ thùng phiếu. Thì như vậy cái không khí rất là dữ dằn trên toàn nước Mỹ đang diễn ra. Và một cái hiệu lệnh kể cả Cộng hòa Dân chủ đều nói như này: go vote, hãy đi bầu ngay cái giây phút mà quý vị có cái lá phiếu trong tay, có ngay giây phút mà cái phòng phiếu được mở thì đi ngay lập tức, có lá phiếu trong tay và phòng phiếu mở là đi liền, đừng chờ đợi. Và ông Trump kêu gọi cho bầu cho Cộng hòa, cho ông Trump bầu cho Cộng hòa bất cứ ở vị trí nào. Thì đó, cả hai bên đều rất là quyết liệt, nên chờ xem. Và trong những khối cử tri ai qua ai rõ ràng nhất đó, là người già da trắng đàn ông bầu cho ông Trump nhiều nhất, và người trẻ, người phụ nữ, người di dân bầu cho bà Kamala Harris nhiều nhất. Thì chúng ta chờ xem ai sẽ chiến thắng. Rồi, bây giờ chúng ta sang đề tài nó cũng rất là thú vị. Trong lúc cái cuộc bầu cử chưa kết thúc, ai đắc cử tổng thống chưa biết, nhưng mà trong số Cộng hòa Thượng viện họ đặt giả dụ này: nếu ông Trump đắc cử tổng thống thì mối quan hệ của ông Trump và Thượng viện Mỹ như thế nào, với Cộng hòa của Thượng viện Mỹ như thế nào. Thì chúng ta thấy cái việc mà khó khăn đầu tiên đó là ông Mitch McConnell, ông trưởng khối thiểu số của Thượng viện của Cộng hòa. Ông ta có bất mãn rất là sâu sắc, có ác cảm rất là sâu sắc đối với ông Donald Trump kể từ năm 2020 cho đến giờ này. Chúng ta biết rằng bà vợ của ông Mitch McConnell là bà người Hoa. Bà từng là Bộ trưởng Bộ Lao động thời kỳ ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất, và bà từ chức trong thời kỳ ông Trump để về ẩn cư làm nội trợ cho ông chồng là ông Mitch McConnell. Và từ đó mối quan hệ giữa Mitch McConnell, vợ chồng ta, với ông Trump rất là tệ hại. Rất là tệ hại. Thì ông Mitch McConnell, tôi nói ông là thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky. Ông ta nói như này: tôi cố gắng
để hàn gắn cái mối quan hệ giữa chúng tôi, ông Trump và tôi. Nhưng những cái lời phê bình gần đây nhất thì cho thấy rằng vết thương vẫn còn, vẫn còn to. Và không những ông Mitch McConnell và cả rất nhiều người cao cấp trong Thượng viện Mỹ, những người cao cấp Thượng viện Cộng hòa Mỹ cũng gặp rắc rối với ông Trump. Là sẽ từ từ đi vào cái trang sử này. Và đó là những sự thách thức mà các thượng nghị sĩ Cộng hòa có thể sẽ phải đối phó nếu ông Trump đắc cử trước Tổng thống Hoa Kỳ. Có khi làm việc với ông Tổng thống Dân Chủ và Tổng thống Dân Chủ còn dễ hơn làm việc với ông Trump. Một số các cái thượng nghị sĩ Cộng hòa phê bình ông Trump trong quá khứ, kể cả như ông thượng nghị sĩ Mark McConnell, đã bày tỏ với sự trung thành từ lúc ông ta trở thành người ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Từ khi ông Trump là ứng cử viên của đảng Cộng hòa thì một số người cố gắng trung thành với ông ta, thân thiện với ông ta, nhưng mà cuối cùng cũng không thành công lắm. Ông McConnell, ông có những cái cảm giác trơ trọi là không thân thiện được với cùng với một số các cộng sự ông ta tại Thượng viện Cộng hòa, cũng không có cảm giác thân thiện với ông Trump. Và ông dùng bốn cái chữ, trong dùng tới bốn chữ này thì có thể nói rằng tan hoang hết, không một cách dàn gắn mối quan hệ giữa ông Mitch McConnell, trưởng khối Thượng viện của Đảng Cộng hòa, và ông Trump. Ông Mitch McConnell vào cuối năm 2020 ông nói ông Trump là gì không? Thứ nhất là stupid, ngu ngu ngốc. Chữ này rất là nặng thưa quý vị. Một người trưởng khối thiểu số của Thượng viện của Cộng hòa đi chửi Tổng thống Cộng hòa là đồ ngu thì cái đó nặng quá. Thì mới ông ta chửi một là một trong bốn chữ mà ông Mitch McConnell chửi ông Trump là đồ ngu, stupid. Thứ hai á, ngoài cái ngu quý vị còn chữ là hay ghê tởm thứ hai nữa không? Ill temper, tính tình xấu xí, chơi xấu, tính tình xấu xa xấu xí. Thì như vậy là trí thông minh là ngu, còn tính tình tâm lý là xấu xí, xấu xa, tội lỗi thì tệ hại quá của người như vậy. Và thứ ba là gì? Một cái con người đáng khinh, tư cách tôi thấy về trí thông minh là ngu si, tâm lý là xấu xí và tư cách là đáng khinh, và là một người ích kỷ, narcissism. Cái chữ narcissism là một chữ mà nó mang tính chất thần thoại Hy Lạp. Ngày xưa cái Hy Lạp cổ đại không có cái gương, người phụ nữ không cách gì mà biết soi gương mình đẹp hay xấu như thế nào cả, kể các là như là nữ hoàng sắc đẹp của đỉnh Olympia của Hy Lạp cũng không biết mình là đẹp xấu như thế nào cả. Họ làm gì quý vị biết không? Họ đi trước một cái bờ hồ, ở trời sóng yên gió lặng, thì mặt hồ phẳng lặng như vậy, mặt hồ trở thành cái tấm gương và cúi người mình ra nhìn mình dưới nước để cái mặt mình phản ánh dưới nước để mình coi mình đẹp xấu cỡ nào. Thì cái từ đó chữ 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 mình narcissism nó ra. Narcissism là gì? Tự ngắm nghía mình, tự chiêm ngưỡng mình, tự yêu mình, và cái chủ nghĩa tự chiêm ngưỡng mình, tự kêu, tự chiêm ngưỡng mình, tự cho mình là nhất, là chữ narcissism. Thì ông Trump theo cái ông Mitch McConnell thì ông có bốn cái đặc điểm xấu nhất của nhân loại như vậy, thì làm sao chơi với người khác. Và nước Mỹ đang đứng trước tình trạng mà nếu bầu ông Trump lên thì bầu cái người mà với bốn cái đặc điểm như vậy chưa lên, ông đã làm Hitler nữa, là độc tài nữa. Chưa lên, ông đã loại bỏ NATO nữa. Chưa lên, ông để chơi Bắc Hàn, chơi với phản bội nước Mỹ nữa. Ông đầy đủ như vậy, ông tôi chỉ là độc tài một ngày thôi.
kinh khủng khủng quá. Cho như nhân vật đó mà lên đó, làm tai họa cho nước Mỹ đúng hơn, mà Mitch McConnell và nhiều thượng nghị sĩ khác. Thực sự quý vị nghe như vậy quý vị có ngạc nhiên, trong khi một số người, rất đông người Việt chúng ta thì ca ngợi ông Trump là thượng đế, một số người ca ngợi ông ta là Trump là con của Chúa, Chúa sai ông Trump xuống trần gian, thì Mitch McConnell cho ông Trump là gì? Một tay ngu xuẩn, một tay xấu tính, một tay đáng khinh, và ông tay ích kỷ, tự nhìn ngắm mình, tự tôn thờ mình. Thì như vậy còn chữ nào xấu hơn nữa như vậy không? Thì đó là cái nhìn của ông tây, là trưởng khối thiểu số của hạ của thượng viện của đảng cộng hòa, là ông Mitch McConnell nói như vậy. Quý vị vào trong trong đó chứ để tra cứu lại những điều tôi nói có đúng không, quý vị vào trong Google, vào trong Yahoo đánh này, McConnell exposes deep anti-Trump sentiment. Quý vị đánh đi, cái tựa đề ra thử chạy ra bài viết này, McConnell exposes deep anti-Trump sentiment, thì quý vị sẽ thấy chạy ra bài này. Tôi nói một lần nữa là khi mà tôi khen dân chủ là chống dân chủ, khen cộng hòa chống dân chủ, cộng hòa, tôi không áp đặt ý kiến chủ quan của tôi để nói với quý vị. Và tôi dựa những báo chí của Hoa Kỳ, những bài được xem là nhiều báo đăng nhất, nhiều trang mạng đăng nhất, những tờ báo uy tín nhất đăng, để tôi chuyển lại cho quý vị nghe những chuyện xảy ra nước Mỹ ngày hôm nay như thế nào. Cho nên đừng có ngạc nhiên, dù tôi nói rất thật như vậy thì có một số người có cũng có thể hiểu lầm. Thì như vậy đó, ông đã nói như vậy trong hội nghị Cộng hòa chứ không phải nói chơi, và một số các người dân, người đại biểu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cũng biết được cái điều ông tuyên bố công khai như vậy, những bộ bí mật. Và trong cuốn sách hồi ký của ông ta mới vừa được in ấn xong và chuẩn bị xuất bản, cuốn hồi ký của ông trưởng khối thiểu số của Thượng viện Cộng hòa là ông Mike McConnell, Mitch McConnell cũng nói cái gì? Cuốn sách đó do nhân vật này chấp bút, là ông Michael Tackett chấp bút. Michael Tackett là ai? Là phóng viên thường trú tại Hoa Đại Đốn của hãng thông tấn quốc tế AP. Thì ông Michael Tackett chấp bút cho ông Mitch McConnell cuốn hồi ký này. Hồi ký có tựa đề là gì? The Price of Power, cái giá của quyền lực. Nghe cũng hay, sách dạo này ra nhiều cũng hay quá. Và cuốn này sẽ được phát hành vào cuối tháng này. Và quý vị có thể coi cuốn đó, thì trong đó ông Mitch McConnell đã nhận xét về ông Trump một số đoạn, chứ không phải là ông ta không, ông ta giấu giếm, cho thấy cái mối căng thẳng giữa ông Trump và ông Mitch McConnell vẫn còn rất căng thẳng. Ông trưởng khối thiểu số của Thượng viện, ông nói cái gì? Là ông nói có một mức độ nào đó bất tín nhiệm lẫn nhau giữa tôi và ông Donald Trump, và giữa ông Donald Trump và các thượng nghị sĩ của Cộng hòa. Và nếu ông Trump mà trở lại tòa bạch ốc thì cái tình trạng này có thể sẽ là vấn đề. Đó, chúng ta, ông ta thấy chúng ta nói như vậy. Và một số đồng minh Cộng hòa tại Thượng viện của ông Mitch McConnell không là những đồng minh mạnh mẽ, tất nhiên không là những đồng minh mạnh mẽ của ông Trump. Nói như vậy là do một cái nhà chiến lược gia Đảng Hòa là Brian Darling nói như vậy khi mà nói vấn đề Thượng viện Cộng hòa. Như vậy ta cho thấy rằng ông Trump trong mắt của những người Cộng hòa, không ngoại trừ những phó tổng thống Dick Cheney và Lee Cheney và nhiều người Cộng hòa khác bỏ Cộng hòa ra đi, đi qua Dân Chủ thành lập, những người Cộng hòa ủng hộ bà Kamala Harris, thì còn có rất nhiều người ở lại và rất cay đắng. Trong đó có Mitch McConnell và một số người khác. Và bây giờ ông ta xem tới ba người thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cũng bất mãn với ông Trump kinh khủng. Họ là ai? Đó là thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine, một tay chống Trump cực liệt. Từng người đã từng mà bỏ phiếu
bãi nhiệm của ông Trump ở lần thứ hai vào tháng 2 năm 2021, thì bà thượng nghị sĩ Susan Collins cũng chống Trump rất nặng nề. Nhân vật thứ hai là ai? Lisa Murkowski ở tiểu bang nào? Ở Alaska cũng chống ông Trump rất nặng nề. Nhân vật thứ ba là nhân vật nào chống Trump nặng nề? Là Bill Cassidy của bang tiểu bang Louisiana cũng chống Trump nặng nề. Như vậy người ta điểm qua nãy giờ hết bằng một bàn tay rồi, hết năm ngón bàn tay là người chống Trump sắp không biểu hiện. Chưa hết, còn ai nữa? Còn thượng nghị sĩ Mike Rouse của South Dakota, ai nữa? Todd Young của Indiana. Wow, còn nhiều người nữa chứ không phải không. Như vậy ta thấy ba cái bàn tay thứ hai này, trong khi Cộng Hòa chỉ có mấy chục vị, bốn mấy vị trên thượng viện thôi, thì hơn một bàn tay để chống một Trump, chống kịch liệt, thì cho thấy rằng á, cái tình hình nếu ông Trump mà thất cử thì ông nói gì, mà đắc cử tại làm việc của thượng viện Hoa Kỳ cũng rất là khó, khó lắm thưa quý vị. Và người ta chờ đợi là ông Mitch McConnell sẽ cuối năm nay ông ta sẽ gỡ thế mà trưởng khối thiểu số của thượng viện và nhường cái ghế cho người khác. Thì tình hình có đỡ hơn trong Trump không? Nếu ông Trump làm tổng thống cũng không đỡ hơn thượng viện. Và hai nhân vật ứng cử viên nặng ký nhất của chức thay thế ông Mitch McConnell là ai? Là thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune. Và John Thune là ai? Là người chống Trump ở đâu? Ở tiểu bang South Dakota. Ai nữa? Là một nhân vật thứ hai ứng cử viên nặng ký nữa là ông John Cornyn. John Cornyn là ai? Là thượng nghị sĩ liên bang của Đảng Cộng hòa tiểu bang Texas cũng chống Trump. Như vậy chúng ta thấy rằng rất là nhiều người như vậy, nó kinh khủng quá. Do vậy ông Trump mà làm tổng thống, cuộc đường gian nan ông chưa kết thúc. Dân chủ chống đa số, và có thể dân chủ kiểm soát lên hạ viện, dân chủ kiểm soát thượng viện, và đa số là phía dân chủ, thì ông Trump làm việc cũng tê liệt. Mà ông thất bại thì coi như ông về hưu luôn, thì coi như cái vở vở kịch của Donald Trump sẽ kết thúc từ nơi đây. Đó là cái tình hình mà điểm qua một xíu để quý vị thấy nước Mỹ nó thay đổi kinh hồn động địa. Sáng một đêm ngủ dậy, sáng mở cái laptop ra, mở xe phone đi coi, thấy giật mình lại người, một số loạt tin cực quan trọng muốn gửi cho quý vị. Và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ yêu mến bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin trân trọng kính chào quý vị.